nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta can đảm và quảng đại đáp trả lời mời gọi của tin mừng, ra đi rao giảng và loan tin mừng bình an của Đức Giêsu cho anh chị em của mình. Vậy thì khi đi loan báo tin mừng, chúng ta loan báo điều gì? Tôi chỉ có một điều thôi, là bình an của Đức Kitô đang ở cùng tất cả mỗi người chúng ta. Hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Teresa Maria Da Minh Giuse Anton, cầu cho các linh hồn, một gia đình xin ơn bình an. Chúng ta thành tâm sám hối những lỗi lầm, những thiếu sót để hân hoan dâng thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin tin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người hiền thần. Chúng con cả người Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: Hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. Hỡi tất cả những người yêu mến thành đô, hãy cùng Jerusalem khấp khởi mừng. Hỡi tất cả những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Này, ta tuôn đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm trên bên hông, nâng niu trên đầu gối, như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như đồng cỏ xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của người cho các tôi tớ biết. Đó là lời Chúa. Đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thế đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời ca ngợi hiến vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. Đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp tay Chúa, Người thi thố muôn vàn kỳ công nơi con cái loài Người. Người biến bể khơi thành nơi khô cạn cho dân Người tiến qua. Nào ta hãy hân hoan vì Chúa ta dung lực quyền năng, Người thống trị đến muôn muôn đời. Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến và nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Nguyện xin chúng tụng Chúa là đấng
đấng con nương nhờ, là đấng con nương nhờ, Ngài không rút lại lòng từ bi đối với dân Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. Amen. Đó là lời Chúa. Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với anh em. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta dọn cho anh uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, từng trang tin mừng mời gọi mỗi người chúng ta can đảm ra đi loan báo tin mừng. Nói cách khác, cái sứ vụ
của mỗi người Công giáo là loan báo tin mừng. Hay nói cách khác nữa, bản chất của giáo hội là loan báo tin mừng. Vậy thì loan báo tin mừng nghĩa là gì? Và loan báo điều gì? Người Công giáo chúng ta đã đón nhận tin mừng, và từng ngày sống chúng ta lắng nghe tin mừng, mình sống tin mừng, và được mời gọi bây giờ ra đi chia sẻ lời của Chúa, nói về Chúa cho anh chị em của mình. Vậy thì mình đã lắng nghe lời Chúa nói với mình điều gì? Mình đã cảm nhận được điều gì? Bây giờ để mình thông chia lời của Chúa cho anh chị em của chúng ta. Tin mừng hôm nay nói rõ, khi anh em vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Khi chúng ta tin vào tin mừng, chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào Thiên Chúa, mình theo đạo, Thiên Chúa không hứa cho mình tất cả những sự việc ở trần gian này. Ngài không hứa ban cho mình được mạnh khỏe, không hứa ban cho mình được giàu có, không hứa ban cho mình được vật chất, không hứa ban cho mình bất cứ điều gì ở trần gian này, mà Ngài chỉ ban cho mình một điều thôi, đó là sự bình an, ơn bình an. Khi đến nhà thờ hiệp dân thánh lễ, trước khi đón nhận chính thịt và máu Đức Giêsu, linh mục ngỏ với cộng đoàn, Chúa ở cùng anh chị em, rồi anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúng ta đón nhận bình an ở nơi Đức Giêsu Kitô, và ngay từ trong thánh lễ chúng ta được mời gọi thông chia ơn bình an của Chúa cho anh chị em của mình. Và khi hiệp dân thánh lễ xong, chúng ta trở về gia đình, trở về với chợ đời, thì mình cũng được mời gọi chỉ có một điều thôi, là loan báo bình an của Đức Giêsu Kitô cho anh chị em của mình. Vậy thì đâu là ơn bình an mà chúng ta đã đón nhận ở nơi Đức Giêsu? Ơn bình an đó là gì? Thưa, đó chính là tình yêu và ơn cứu độ mà mình đã đón nhận. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc 2 trong thư gửi giáo đoàn Galat hôm nay, Ngài nói với anh chị em ở Galat như vậy: chúng ta đón nhận được ơn bình an, đón nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, vậy thì bây giờ anh chị em đừng quấy rầy tôi, mà anh chị em cùng tôi đi loan báo tin mừng, mang ơn bình an của Đức Giêsu, mang tình yêu của Đức Giêsu cho anh chị em của mình. Vậy thì khi nào chúng ta sống trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa thì tâm hồn của mình được bình an. Khi chúng ta đến nhà thờ hiệp dân thánh lễ, tâm hồn của mình lắng đọng xuống, mình đón nhận được bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa, và rồi chúng ta lại can đảm ra đi loan báo ơn bình an của Thiên Chúa cho cuộc đời. Đó chính là chúng ta cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đâu phải khi chúng ta thành công mới là Chúa yêu mình đâu. Đâu phải khi mình giàu có là Chúa mới yêu mình đâu. Đâu phải khi mình mạnh khỏe Chúa mới yêu mình đâu. Chúng ta cứ gẫm lại mà xem, trong đời sống gia đình, con cái hay là mỗi thành viên ở trong gia đình, nếu như mà ốm đau bệnh tật, mình thương yêu người đó hơn. Nếu người cha người mẹ thấy con của mình nó long đong lận đận trong cuộc đời thì càng yêu thương nó hơn. Khi nó thất nghiệp, nó khốn khổ trong cuộc đời thì càng yêu thương nó hơn. Khi nó khốn khổ trong cuộc đời thì tạo mọi điều kiện yêu thương nó hơn. Thì Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy thôi. Nên chính vì vậy, khi mình ốm đau bệnh tật, khi mình khốn khổ trong cuộc đời, khi mình thất bại ở trong đời sống, là lúc bấy giờ Chúa càng yêu thương mình hơn nữa. Điều quan trọng là mình có cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa hay không. Chỉ khi nào mình cảm nhận thật sâu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì lúc bấy giờ mình mới ra đi để loan báo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.
chúng ta là những người thợ gặt ở trong cánh đồng của Thiên Chúa, và Ngài mời gọi chúng ta ra gặt lúa về. Đó chính là loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng là gì nếu không phải là giới thiệu Đức Giêsu cho anh chị em của mình? Mà giới thiệu điều gì? Thưa, giới thiệu rằng Thiên Chúa yêu thương tôi. Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Cho dẫu mình như thế nào đi chăng nữa, mình tội lỗi, mình yếu hèn, cho dẫu mình có tội lỗi cách mấy đi chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Chỉ khi nào mình giới thiệu được rằng Thiên Chúa yêu thương mình thật lòng, Thiên Chúa yêu thương con người của chúng ta, thì lúc bấy giờ là chúng ta đang giới thiệu về khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Chớ gì mỗi lần chúng ta đi dâng lễ, chớ gì mỗi lần chúng ta nghe lời của Chúa, chớ gì mỗi lần khi chúng ta đón nhận ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa, thì mình lại mở toang lòng mình ra để mình lại cảm nhận thật sâu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và chúng ta ra đi để loan báo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta. Xin tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mãi luôn đong đầy trong tâm hồn chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được Chúa yêu thương mình, để chúng ta can đảm và quảng đại ra đi loan báo tin mừng, loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, đường sinh ra mà không phải đường tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muốn vận đường. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Mời phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ trên sông lại và sự sông đời sau.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhân. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mong lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và ca thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa chúng con này, xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình, xin ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa. Đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa nghi lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoá nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa. Và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà chúng muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, cùng với Thánh Phụ Đa Minh, Thánh Martino và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ tứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Giuse chúng con, Đức Giáo Mục Đa Minh cùng toàn thể hàng giáo mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Teresa Maria Da Minh Giuse Anton và những người chúng con có ý cầu nguyện hôm nay mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người. Khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết tẩy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Đức Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Đức Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Đức Chúa đang xóa tội trần gian, xin ban bình an cho. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ bồi dưỡng cho. Come on.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em luôn được bình an. Cha và Con và Thánh Thần. Amen.